Khi bạn có siêu năng lực là tiêu tiền không cần nhìn giá thì bạn sẽ do busy thế nào? Intro. And how careless we could be. And how careless we could be. Xin chào mừng các bạn đã đến và cùng nhau quay trở lại với Nguyễn Công PC. Và như các bạn có thể thấy ở highlight vừa rồi là một bộ PC bên cạnh mình đây là nhân vật chính của buổi review ngày hôm nay. Và đây là một bộ PC tất nhiên không phải là của mình rồi, mà là của một vị khách với một cái nhu cầu hết sức là đơn giản thôi. Anh ấy muốn có một món phụ kiện làm đẹp hơn cho cái góc làm việc của mình cũng như là cái góc chơi game của mình. Thì cái món phụ kiện này anh em thấy đặt vào có đẹp không? Nhưng chỉ là cái món phụ kiện này nó có giá hơi cao thôi anh em ạ, rơi đâu đó vào khoảng tầm 150 triệu đồng. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem món phụ kiện này có những gì nha. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau nói về CPU trước, khi mà em này sở hữu một em CPU mạnh nhất thời điểm bây giờ rồi. Anh em đang đoán 13.900K đúng không? Gần đúng rồi đấy, đó chính là em này. Nhưng không phải là 13.900K mà là 13.900KS, đó chính là phiên bản Special Edition. Em này thì vẫn giống 13.900K thôi, nhưng mà chắc chắn là em này sẽ mạnh hơn rồi, bởi vì em này có hiệu năng đơn nhân có thể lên tới tận 6GB. Và em này thì lại còn mạnh hơn 13.900K, chắc chắn là mạnh hơn khoảng tầm một tí nữa, giá cũng cao hơn nữa. Rồi, tiếp theo thì sẽ là đến em main. Main mà chúng ta đang sử dụng ở đây, à không, phải là vị khách của chúng ta đang sử dụng ở đây là Z790E Gaming Wi-Fi đến từ ROG Strix Asus. Thì em main này sẽ đáp ứng được đầy đủ tất cả các tiêu chí cũng như là nhu cầu mà anh em muốn đáp ứng được. Đó chính là gì? Ngầu có không? Có ngầu. Đẹp không? Rất đẹp luôn. Về các cổng kết nối thì mình cũng rất là thích khi em này có rất là nhiều các cổng kết nối, như là có hai cổng Type-C này, lên tới tốc độ là 10GB và 20GB. Có rất nhiều xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ui, rất là nhiều các cổng A và tốc độ lên tới tận 10GB anh em ạ. Đấy, đó là main nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang RAM. Và như để nói thì một bộ PC 150 triệu mà không dùng RAM 5 thì quá thật là quá là phí đúng không? Ở đây thì chúng ta đang sử dụng hai kit RAM đến từ Adata, mỗi kit là 32GB. Mỗi thanh anh em thấy ở đây đó chính là mỗi thanh 16GB, thì tổng dung lượng RAM chúng ta đang có ở đây là 64GB. Đúng rồi. Và từng thanh RAM này thì đều sẽ xinh LED rất là mượt mà luôn. Rồi, thì anh em có thể nhìn thấy được là cái điểm nhấn thứ nhì thôi, chưa phải là thứ nhất trong bộ cây này. Đó chính là gì? Em càng này ai cũng có thể nhận ra được, đây chính là GeForce RTX 4090 O24GB. Đến từ ROG Asus. Nó quá đẹp và nó fit vào bộ cây này rất là hợp. Nó làm cái góc gaming của anh em trở nên xịn sò hơn rất là nhiều. Và không cần phải là nó mang hình dáng như này, chỉ cần là 4090 thì nó đã làm xịn cái bộ PC của anh em lên một cái tầm cao mới rồi. Và về cái em VGA này thì chắc là mình cũng không cần phải nói gì nhiều nữa, bởi đơn giản em ấy chỉ là 4090 thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến em nguồn này. Đây là em nguồn Thor 1600T đến từ ROG. Và anh em cũng thể thấy là nguồn này thì là nguồn quá xịn rồi, mình cũng không cần thiết phải nói gì nhiều nữa. Em này sẽ có một điểm nổi bật, đó là một cái chân PCIe Gen 5 để có thể đáp ứng tốt được cái công suất cho những cái em cả 4000 series này, đặc biệt là em 4090. Bên cạnh đó thì anh em có thể thấy là ở em nguồn này là sẽ có một cái màn hình hiển thị cái công suất hiện tại. Nói là em nguồn 1600W thôi, nhưng mà bộ cây này nó không thể nào mà ăn hết được 1600W rồi đúng không? Và anh em có thể dễ dàng thấy được là cái công suất hiện tại của cái bộ PC này đang ăn là bao nhiêu bởi một cái màn hình hiển thị nhỏ ở đây, màn hình LED. Và đây với là cái điểm nhấn lớn nhất của bộ PC này này. Anh có thể nhìn thấy cái bộ tản nước custom không? Hiện nay trên thị trường thì cũng đã có rất là nhiều các cái bộ tản OD1 có thể đáp ứng tốt được cái nhu cầu tản nhiệt đối với những em 13.900K rồi. Tuy nhiên, khi mà tiền không thành vấn đề thì tại sao chúng ta không đầu tư một bộ tản nước custom đúng không? Nó sẽ giúp cho chúng ta được hai ưu điểm. Thứ nhất, đó là về phần tản nhiệt đối với em CPU. Không có gì để chê luôn, nó sẽ giúp cho CPU của anh em mát này, chạy với một hiệu năng cao và bung tỏa một sức mạnh lớn nhất, xung cao nhất. Cái thứ hai đó là về yếu tố thẩm mỹ. Anh có thể thấy là
khi mà chúng ta lắp một bộ tán nước custom vào thì bộ PC của anh em nó đã nâng tầm lên một cái đỉnh cao mới hơn rất là nhiều rồi. Đối với bộ PC này thì hiện tại block nước của chúng ta đang sử dụng đến từ EK. Và đối với block nước này thì sẽ có RGB và như anh em thấy ở đây, đồng bộ LED với toàn bộ bộ PC luôn. Và block CPU của chúng ta đang sử dụng thì sẽ là Bitpower. Về hai em này kết hợp lại thì anh em sẽ thấy là có một độ thẩm mỹ rất là cao. Và cái bộ PC của chúng ta sẽ nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Riêng về phần Bitpower này thì chắc là quay như này thì sẽ không thấy. Và tí nữa editor sẽ chèn phần B-roll vào. Nhưng anh em có thể thấy ở đây sẽ có một phần màn hình hiển thị nhiệt độ CPU. Và chúng ta không cần phải truy cập vào HVK monitor để có thể biết được nhiệt độ của CPU đang là bao nhiêu nữa. Anh em chỉ đơn giản là nhìn vào cái phần hiển thị trên cái phần block CPU này thôi là anh em có thể biết được là CPU của chúng ta đang chạy ở nhiệt độ bao nhiêu rồi. Đấy, rất là tiện lợi. Và cuối cùng để có thể mà chứa được hết tất cả các cái linh kiện của chúng ta thì ở đây mình đang dùng một cái bộ vỏ đi từ Sharkoon. Và cái tên mã nó rất là dài và tí nữa mình sẽ để ở phần màn hình nha. Thì cái bộ vỏ này này, riêng một mình bộ vỏ thôi nó đã có giá lên tới khoảng tầm 9 hay là 10 triệu gì đó. Rất là cao. Và bộ vỏ này thì nó cũng khá là kén người chơi. Thứ nhất là giá nó cao và cái thứ hai thì nhìn bộ vỏ này nó cũng rất là độc đúng không? Bộ vỏ này thì sẽ phù hợp với những ai? Sẽ phù hợp đối với những người mà muốn show hết toàn bộ cái vẻ đẹp nội thất của bộ PC. Ví dụ như muốn show ra 4090 này, muốn show ra bộ vẻ đẹp của cái bộ tán nước này, hay là cái bộ main hay là các cái đồng bộ LED đó. Nhưng sẽ có một cái đặc điểm đó là anh em sẽ cần phải để ở những nơi mà những cái phòng mà nó ít bụi này, phòng nó kín, nó ít bụi thì bộ PC này nó sẽ phù hợp hơn. Chứ còn để bụi thì đến lúc vệ sinh thì hơi mệt. Nhưng anh em cũng yên tâm, mình cũng đã ra một video trên TikTok là giúp anh em vệ sinh bộ PC của mình nó dễ dàng hơn, cực kỳ là đơn giản luôn. À, anh em có thấy thiếu cái gì không? Một bộ PC mà có giá tận 150 triệu thì làm sao thiếu được một con màn gaming đúng không? Chờ mình một chút. Rồi và đây là em màn hình của chúng ta. Đây là một em màn hình đến từ AOC Gaming với mã là CU34G2X. Đây là một em màn với độ phân giải 2K, tần số quét là 144Hz và tốc độ phản hồi 1ms. Em màn này với độ phân giải 2K nhưng là theo kiểu dạng ultra wide với độ phân giải là 3440x1440. Và em màn hình này, bây giờ thì mình mới nói về nhu cầu thật sự của khách nhà mình như này. Nhu cầu vô cùng đơn giản thôi, đó chính là chơi game, tạo ra những highlight, edit video và up lên các nền tảng mạng xã hội. Thì chiếc em màn hình này sẽ là một em màn cực kỳ là phù hợp. Mình đã quay trở lại rồi đấy. Và như anh em có thể thấy là mình đứng ở đây nó hơi nhỏ bé trước một cái kỳ quan thứ 8 này đúng không anh em? Mình trở nên nhỏ bé thật. Và như đã nói khi nãy thì em màn này, tại sao vị khách của mình lại lựa chọn em màn này? Là bởi vì đối với cái nhu cầu là vừa chơi game, em màn này đáp ứng tốt AOC gaming cơ mà. Cái thứ hai nữa đó là edit video và đặc biệt là đối với Premiere Pro hay là edit những video đơn giản đối với CapCut ấy. Thì cái việc mà có một cái màn hình dài như thế này này thì cái timeline của anh em trở nên nó dễ nhìn hơn rất là nhiều. Anh em edit nó cũng ngon lành nữa. Và tại sao khi mà em màn này lại là một em màn gaming mà nó lại là phù hợp với một dân thiết kế? Để mình nói cho anh em xem. Đó chính là khi thông số của em màn này nha, thì nó sẽ có 100% NTSC này, 119% sRGB và 91% DCI-B3. Ui, quá là ngon đúng không? Một em màn gaming mà có những thông số như vậy thì anh em không chỉ chơi game ngon mà còn làm thiết kế này, làm video cũng cực kỳ là hay nữa. Rồi, trên là tất cả những cái màn giới thiệu của mình cũng như là đánh giá một chút, sơ qua một chút về cái bộ PC này. Và anh em đoán xem bộ PC này tổng cá như này sẽ có mức giá khoảng tầm bao nhiêu? Khi cộng cái màn này lại thì nó sẽ rơi đâu đó vào khoảng tầm hơn 170 triệu. Hình như đâu đó, mình nhớ đâu đó khoảng tầm 170 triệu. Và nếu như anh em tiêu tiền mà không cần nhìn giá, anh em có khoảng 170 triệu thì anh em có lựa chọn bộ PC này không? Hay là anh em sẽ build PC như thế nào để có thể thỏa mãn nhất được cái nhu cầu gaming cũng như là tối ưu nhất được, cũng như là đẹp nhất được cái góc làm việc cũng như chơi game của mình. Rồi, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và cũng đừng quên là subscribe cũng như bật chuông kênh Nguyễn Công PC để không bỏ lỡ những bộ PC mới nhất từ Quốc Cường Trăm Triệu nha.